Fed sẽ hạ lãi suất gần 300 điểm vào năm 2024 khi nền kinh tế Mỹ suy thoái. UBS dự đoán vào năm 2024, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ hạ lãi suất tới 275 điểm cơ bản do nền kinh tế lớn nhất trên thế giới rơi vào suy thoái. Dự đoán này của UBS cao gần gấp 4 lần ước tính chung của thị trường. Trong báo cáo triển vọng kinh tế Mỹ giai đoạn năm 2024 đến năm 2026, ông lớn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho biết, mặc dù tăng trưởng GDP vẫn ổn định trong năm 2023, nhưng nhiều rủi ro và trở ngại vẫn còn tồn tại. UBS dự đoán tình trạng thiếu phát và việc tỷ lệ thất nghiệp gia tăng sẽ làm suy yếu hoạt động kinh tế trong năm 2024. Điều này sẽ buộc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, cơ quan hoạch định chính sách của Fed, phải hạ lãi suất trước tiên là để ngăn chặn lãi suất ngày càng siết chặt nền kinh tế khi lạm phát đã giảm nhiệt, sau là để ngăn nền kinh tế tiếp tục yếu đi. Fed sẽ giảm mạnh lãi suất. Kể từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 7 năm nay, FOMC đã tăng lãi suất 11 lần, đưa chi phí đi vay liên ngân hàng từ phạm vi mục tiêu 0,25 đến 0,5% lên 5,25 đến 5,5%. Trong các cuộc họp gần đây, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã quyết định giữ nguyên lãi suất. Động thái của Fed khiến cho thị trường tin rằng lãi suất có thể đã đạt đỉnh và nhà đầu tư đã bắt đầu suy đoán về thời điểm cũng như quy mô cắt giảm lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ông chưa tự tin là FOMC đã thắt chặt chính sách đủ để đưa lạm phát quay về mức mục tiêu 2%. UBS lưu ý rằng, bất chấp chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ nhất của Fed kể từ những năm 1980, GDP thực tế của Mỹ vẫn tăng 2,9% trong 3 quý đầu năm 2023. Song, kể từ cuộc họp tháng 9 của Fed, lãi suất trái phiếu đã bật tăng trong khi thị trường chứng khoán chịu áp lực lớn. Theo UBS, hai yếu tố này đang làm gia tăng lo ngại về tăng trưởng và cho thấy nền kinh tế vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Khi nền kinh tế tiếp tục mở rộng, lãi suất có khả năng sẽ tăng cao hơn nữa. Các điều kiện tín dụng và cho vay dường như đang được thắt chặt hơn. Thu nhập của người lao động sẽ giảm dần theo thời gian, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ cho hay. Theo UBS, nền kinh tế Mỹ hoạt động tốt trong năm 2023 là do nhiều rủi ro đã không thành hiện thực. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là các rủi ro đã biến mất hoàn toàn. Các nhà phân tích của UBS nhận định, vào năm 2024, tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ chậm lại đáng kể. Tỷ lệ thất nghiệp đi lên và lãi suất quỹ liên bang sẽ giảm mạnh về phạm vi 2,5 đến 2,75%. Cụ thể, UBS ước tính rằng tăng trưởng GDP sẽ giảm 0,5 điểm phần trăm vào giữa năm tới và tụt xuống còn 0,3% vào cuối năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp vọt lên gần 5% vào cuối năm. Cùng với sự xuất hiện của xu hướng thiểu phát, chúng tôi dự đoán rằng việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ vào năm tới sẽ thúc đẩy nền kinh tế phục hồi vào năm 2025. Đà phục hồi sẽ kéo tăng trưởng GDP cả năm 2025 trở lại mức 2,5% và giúp tỷ lệ thất nghiệp đạt đỉnh 5,2% vào đầu năm. Chia sẻ với CNBC vào đầu tuần này, ông Aaron Kapten, trưởng bộ phận phân tích kinh tế và chiến lược toàn cầu của UBS cho biết, các điều kiện tín dụng hiện tại đã tồi tệ hơn nhiều so với 12 tháng trước, đặc biệt là lượng tiền cao kỷ lục đang bị hút khỏi nền kinh tế. Vị chuyên gia dự báo Mỹ sẽ có một vài quý tăng trưởng âm vào giữa năm tới. Ở nhiều nền kinh tế, suy thoái sẽ xảy ra khi tăng trưởng GDP âm 2 quý liên tiếp. Tại Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm xác định suy thoái là Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia NBER. NBER định nghĩa, suy thoái là sự suy giảm đáng kể hoạt động kinh tế trên diện rộng và kéo dài hơn một vài tháng. NBER được cho là sử dụng 6 yếu tố để xác định suy thoái, gồm thu nhập cá nhân thực tế trừ đi các khoản thanh toán chuyển khoản, bảng lương phi nông nghiệp, số liệu việc làm do Cục Thống kê Lao động khảo sát, chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế, doanh số bán hàng đã điều chỉnh yếu tố biến động giá và sản lượng công nghiệp. U ám hơn Goldman Sachs. Triển vọng của UBS về cả lãi suất và tăng trưởng đều thấp hơn dự báo chung của thị trường. Goldman Sachs cho rằng GDP của Mỹ sẽ tăng 2,1% vào năm 2024
vượt xa các nền kinh tế phát triển khác. Ông Kamasia Trivedi, người đứng đầu bộ phận ngoại hối lãi suất và thị trường mới nổi của Goldman Sachs cho biết, gã khổng lồ phố Wall khá tự tin vào triển vọng của nền kinh tế số 1 trên thế giới. Tăng trưởng thu nhập thực tế của người lao động có vẻ khá vững chắc và chúng tôi tin xu hướng này sẽ tiếp tục. Chu kỳ công nghiệp toàn cầu đã trải qua một giai đoạn khá yếu trong năm nay và có vẻ sắp chạm đáy. Vì vậy, chúng tôi khá tự tin về triển vọng của Mỹ, ông Trevely cho biết. Vị chuyên gia nói thêm rằng, trong bối cảnh lạm phát đang dần quay trở lại mức mục tiêu 2%, chính sách tiền tệ của Fed có thể sẽ dễ thở hơn một chút. Ông đã đề cập đến một số bình luận ôn hòa của quan chức Fed thời gian gần đây. Nhờ lực cản từ chính sách tiền tệ giảm bớt, chu kỳ công nghiệp trở nên mạnh mẽ hơn và tăng trưởng thu nhập thực tế tăng tốc. Chúng tôi khá tự tin cho rằng Fed có thể chèo lái nền kinh tế Mỹ. Sự trở lại của thị trường vàng. Giá vàng đã tăng cao trong tháng 10 vừa qua khi những bất ổn địa chính trị gia tăng, đặc biệt là cuộc chiến mới ở khu vực Trung Đông. Trước tình hình này, nhiều dự báo cho thấy thị trường vàng sắp trở lại thời hoàng kim. Tăng 10% riêng trong tháng 10 vừa qua, giá vàng quốc tế đã trở thành một trong những tài sản sinh lời tốt nhất trên thị trường tài chính, trong khi các tài sản có tính rủi ro cao như chứng khoán đánh dấu tháng thứ 3 giảm liên tiếp. Thị trường vàng đã có lúc vượt qua ngưỡng 2.000 đô la một ounce và chạm mức cao nhất trong nửa năm qua ở gần 2.010 đô la một ounce. Năm 2022, vàng thế giới từng có hiệu suất vượt trội hơn chứng khoán khi các hợp đồng vàng tương lai giảm nhẹ, trong khi SP500, chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, lao dốc 19,4%. Vàng cũng vượt trội hơn chứng khoán trong năm 2020, giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ. Khi đó, hợp đồng vàng tương lai tăng 24,4%, còn SP500 giảm 16,3%. Xung đột quân sự châm ngòi tại dải Gaza giữa lực lượng Hamas và quân đội Israel hôm ngày 7 tháng 10 khiến tình hình địa chính trị tại Trung Đông thêm bất ổn, kéo theo nguy cơ chiến tranh lan rộng ra tại khu vực tiềm ẩn mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc. Do đó đã thúc đẩy giới đầu tư chạy vào vàng như một tài sản an toàn và phòng ngừa rủi ro. 337 tấn vàng là con số quý 3 vừa qua. Ngân hàng Trung ương nhiều nước đã mua ròng, thúc đẩy nhu cầu vàng toàn cầu trong quý 3 chạm mức 1.147 tấn, vượt 8% so với mức trung bình trong 5 năm qua. Trong khi đó, tổng cung vàng toàn cầu chỉ tăng 6% so với quý 3 năm ngoái, với sản lượng khai thác tính đến thời điểm hiện nay là 2.744 tấn. Có thể nói, chiến tranh luôn là chất xúc tác mạnh mẽ đẩy các loại tài sản có tính phòng hộ như vàng lên cao. Nhìn lại thời điểm tháng 2 năm ngoái, sau khi Nga tiến đánh Ukraine, giá vàng đã tăng một mạch 250 đô la một ounce chỉ trong vòng 2 tháng sau đó, lên mức cao 2.080 đô la một ounce. Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức và ngân hàng trung ương nhiều nước cũng mạnh tay mua vàng vào. Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, từ đầu năm đến nay, lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương nhiều nước tăng 14% so với năm 2022. Cụ thể, nhóm này đã mua ròng 800 tấn vàng, là mức cao kỷ lục tính đến 9 tháng từ trước đến nay. Ngoài yếu tố chiến tranh, một số quốc gia cũng muốn tăng dự trữ ở vàng nhằm tránh phụ thuộc quá mức vào đồng đô la, vốn được Mỹ sử dụng như là một vũ khí chống lại những nước đối địch. Thống kê cho thấy, các nước ở phía đối lập với Mỹ như Nga hay Trung Quốc đã liên tục mua vàng trong những năm gần đây. Báo cáo vào cuối năm 2022 của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, ngân hàng trung ương nhiều nước đã mua vàng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1967, với số lượng lên đến 1.136 tấn, trị giá khoảng 70 tỷ đô la. Riêng nửa cuối năm 2022, mua đến 862 tấn. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, khoảng 2/3 lượng vàng mà các ngân hàng trung ương mua trong năm 2022 đã không còn được báo cáo công khai. Đáng lưu ý là trong khi giá vàng tăng cao, làm nhu cầu vàng trang sức giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2022, xuống còn 516 tấn, đặc biệt là tại những thị trường nhạy cảm với giá như châu Á và Trung Đông. Ngược lại, nhu cầu vàng đầu tư tăng vọt 56% so với cùng kỳ, lên mức 157 tấn. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn mức trung bình trong 5 năm gần đây. Theo đó, nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này trong thời gian tới vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Triển vọng dài hạn.
Giới phân tích tài chính cho rằng, trong tương lai gần, với căng thẳng địa chính trị gia tăng và dự báo về việc ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục mua càng nhiều vàng, nhu cầu vàng có thể vượt trên mong đợi. Trong khi lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương có thể mang tính ổn định và dài hạn, lực mua từ các nhà đầu tư có thể biến động đột biến tùy theo tình hình chiến sự tại Trung Đông hoặc thậm chí là ở chiến trường Ukraine. Trong khi Mỹ và các nước phương Tây thể hiện sự ủng hộ đối với Israel, Thế giới Hồi giáo và một số quốc gia Mỹ Latin đã lên án hành động không kích liên tục của Israel vào dải Gaza. Giới quan sát cũng tỏ ra lo ngại về cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas có thể chuyển thành xung đột trực tiếp giữa Israel với Iran, quốc gia được cho là cung cấp vũ khí và tài chính cho Hamas, hay rộng hơn nữa là giữa các quốc gia Hồi giáo và các nước phương Tây. Hiện Iran đang được cho là dẫn dắt nhiều nhóm vũ trang hình thành trục kháng chiến ở Trung Đông, bao gồm nhóm Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen, cũng như những tổ chức dân quân Hồi giáo dòng Shia ở Iraq và Syria, và một số trong đó đang tấn công Israel nhằm ủng hộ Hamas. Trước khi mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào dải Gaza, Mohammed Diab, thủ lĩnh cánh quân của Hamas, đã kêu gọi người Ả Rập và Hồi giáo, đặc biệt là Iran, cùng những tổ chức vũ trang được nước này hậu thuẫn, phát động cuộc chiến tổng lực chống lại Tel Aviv. Ở chiều ngược lại, Hạ viện Mỹ mới đây đã duyệt viện trợ 14,3 tỷ đô la cho Israel, bất chấp phe dân chủ tại Thượng viện và ông Biden dọa phủ quyết dự luật vì không bao gồm viện trợ cho Ukraine. Dự luật viện trợ 14,3 tỷ đô la cho Israel bằng cách cắt giảm nguồn tiền của sở thuế vụ. Trước tình hình này, nguy cơ cuộc chiến ở Trung Đông có thể kéo dài và lan rộng là có cơ sở. Khi đó, giá vàng có thể tiếp tục đi lên. Một yếu tố khác ủng hộ giá vàng là động thái ngừng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở những nền kinh tế như Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu. Trong cuộc họp đầu tháng 11, các tổ chức này tiếp tục giữ nguyên lãi suất, cho thấy lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ dường như đã dừng lại. Đơn cử như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuyên bố sau cuộc họp cho biết, kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong quý 3 năm 2023, đồng thời lưu ý, mức tăng về số lượng việc làm cũng như lạm phát đã hạ nhiệt. Đã xuất hiện một số dự báo cho rằng thị trường vàng quốc tế có thể chạm mốc 2.300 đô la một ao hoặc hơn ngay trong cuối năm nay, và trong năm sau có thể tiếp tục tăng lên vùng 2.500 đến 2.600 đô la một ao. Với tình hình bất ổn địa chính trị, cộng thêm việc ngân hàng trung ương nhiều nước có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ trở lại, dễ hiểu vì sao triển vọng giá vàng đang được dự báo tích cực và đầy lạc quan.